váy áo giúp Madame Pan tăng gian tuổi. Đại gia Thái Noan Phan Lam Sam, thường gọi Madame Pan, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, được khen trẻ trung ở tuổi 58 khi diện đầm 2 giây, lệch vai. Theo Siam Bok, trong tiệc riêng tư ở tòa cao ốc tại Bangkok, Thái Lan, bà chọn đầm đỏ gián kết, được truyền thông trong nước khen trẻ đẹp, tôn da trắng sáng. Trên trang cá nhân cùng ngày, tỷ phú đăng video nhảy thể hiện niềm vui khi đội nhà cầm hòa Hàn Quốc ngay trên sân khách tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, khu vực châu Á. Bà nói kết quả trên là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT, cho biết ngay ngày mai, bà sẽ thực hiện lời hứa thưởng 1 triệu baht, khoảng 682 triệu đồng, cho mỗi cầu thủ với mỗi điểm giành được tại vòng loại 2 World Cup 2026. Ở trận tái đấu Hàn Quốc trên sân nhà vào 26/3, bà tiếp tục treo thưởng nếu tuyển Thái Lan duy trì thành tích hòa 1 triệu baht hoặc thắng 4 triệu baht mỗi người, tức mỗi người nhận 2,7 tỷ đồng. Trước đó đầu tiệc sinh nhật, bà nói cảm động khi nhận lời chúc từ nhiều nhân vật, trong đó có Kia Ki-suk, huấn luyện viên câu lạc bộ Công an Hà Nội. Từ Hàn Quốc, dàn sao tuyển Thái Lan cũng quay video chúc bà tuổi mới hạnh phúc, thành công trong cương vị mới. Madame Pan luôn biết cách khiến mọi người chú ý nhờ gu mặt tinh tế, trẻ trung, theo Siam Bok. Tại tiệc cưới người quen ngày 15 tháng 3, bà chọn đầm 2 giây màu nu, nhấn vào chi tiết đính đá ở ngực và phối trang sức xa xỉ. Đồng hành Madame Pan là chồng bà, Đại tá Narak Savetan, 64 tuổi, có 40 năm hoạt động chính trị, giữ nhiều chức vụ quan trọng như Nguyên Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp, Nguyên Cục trưởng Cục Quản chế, Nguyên Tổng Cục trưởng Cục Cải huấn Thái Lan. Sau khi nghỉ hưu, ông song hành vợ trong mọi hoạt động, ủng hộ bà làm thể thao. Hôm 10 tháng 2, mùng 1 Tết Giáp Thìn, bà nhận mưa lời khen diện mạo. Phong cách khi đăng ảnh diện đầm dây màu nổi, kết hợp xăng đan đính kim sa. Hiện bà và bạn đời sống tại dinh thự hàng nghìn M2 ngay trung tâm thủ đô Bangkok. Bà chọn đầm ché nồ, túi hôm khi tạo dáng trước tháp Eiffel, Paris, Pháp. Doanh nghiệp do bà làm chủ là nhà phân phối độc quyền hơn tại Thái Lan. Nhờ sức ảnh hưởng trong làng mốt, bà trở thành khách quen của 4 tuần thời trang danh giá thế giới New York, London, Milan và Paris Fashion Week. Loạt ảnh Madame Pan khoe sắc với đầm 2 giây họa tiết hoa lá ở phòng khách và vườn nhà thu hút hàng chục nghìn lượt thích. Nhà lãnh đạo bóng đá Thái Lan chọn phong cách gợi cảm với đầm dây trong các sự kiện gần đây. Tủ đồ của bà có hơn 50 mẫu váy kiểu này. Đầm lệch vai cũng là một trong những thiết kế yêu thích của Madame Pan. Nhiều chuyên trang thời trang Thái Lan nhận xét nhờ khung xương nhỏ, vai thon và bảo dưỡng da tốt, bà luôn nổi bật khi diện mốt này. Bà Pan biến hóa với đầm lệch vai đơn sắc đa kiểu dáng, nhấn nhá phần tà hay thắt nơ ở eo. Trên Instagram cá nhân, bà từng khoe thiết kế tương tự màu vàng chanh, đỏ, xanh rêu, da trời hay họa tiết hoa. Khi dạo chơi biển, bà ưu tiên đầm maxi, cúp ngực, xẻ ngực hay váy ôm body. Truyền thông Thái nhận định bà là một trong những nhà quản lý thể thao mặc đẹp nhất nước. Bà cũng sắm hàng chục mẫu váy tôn vai trần và mũ rộng vành để biến hóa phong cách mỗi lần du lịch, nghỉ dưỡng hay dạo chơi cùng bạn bè. Áo bèo nhúng kiểu dáng vintage và chân váy họa tiết hoa cũng là một trong những kiểu phối giúp chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan ăn gian tuổi. Madame Pan tên thật là Noan Phan Lam Sam, xuất thân Trâm Anh Thế Việt, là một trong những người thừa kế đời thứ 5 của đế chế Lam Sam. Vài thế kỷ qua, gia tộc của bà đóng góp cho nền kinh tế Thái Lan, để lại di sản trong nhiều lĩnh vực như gỗ, xây xát gạo, ngân hàng, bảo hiểm, thời trang. Sau tốt nghiệp Đại học Chulalong, trường danh giá ở Thái Lan, bà hoàn thành bậc thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston, Mỹ. Trước Đại tá Narak Savetan, Madame Pan từng kết hôn với tiến sĩ Vacha Phanchet, có một con gái, Nuawan Phanchet. Họ ly hôn đầu 2005, hiện vẫn là bạn bè. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.